Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, Khoa xin cập nhật tiến độ thi công dự án Centum Well của Thủ Đức House và công ty Daewon Hàn Quốc hợp tác đầu tư. Khoa xin giới thiệu tổng quan lại về dự án Centum Well, thì dự án này đã cất nóc và dự kiến chuẩn bị sẽ bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2020 này. Các anh chị nào đang có nhu cầu tìm thuê, tìm mua căn hộ ở khu vực quận 9 Thủ Đức này, hay là các anh chị chủ sở hữu của dự án Centum Well và các khu vực lân cận có thể ký gửi cho mình, có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Quay trở lại về nhân vật chính của chúng ta hôm nay là dự án chung cư cao cấp Centum Well. Công năng đây chính là căn hộ cao cấp kết hợp khu thương mại dịch vụ vui chơi giải trí. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 50 triệu đô. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phú Thịnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phú Thịnh là đơn vị thực hiện đầu tư dự án, có trụ sở tại số 35 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, với vốn điều lệ là 178 tỷ đồng. Trong đó, công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, góp 51% và công ty Daewon Company Limited Hàn Quốc góp 49% vốn hợp tác đầu tư. Về phần quy mô dự án, diện tích khu đất và các khu chức năng, như diện tích khu đất là 11.582 m2, diện tích căn hộ là 38.233 m2. Dự án có các loại diện tích như căn hộ chung cư 2 đến 3 phòng ngủ là 518 căn, căn hộ sân vườn có 2 tầng là 10 căn, căn hộ duplex 2 tầng là 6 căn, căn hộ shop house 2 tầng 10 căn. Diện tích cho thuê thương mại như thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ là 2.240 m2. Dự án có các tiện ích như với diện tích sử dụng đất dự kiến là 11.582 m2, thì đây là dự án đầu tư phát triển, xây dựng, quản lý và kinh doanh tổ hợp công trình hỗn hợp cao tầng, khu thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp, khu hồ bơi, thể dục thể thao và đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Centum Well sẽ là một khu phức hợp với mọi tiện nghi hàng ngày để phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho cư dân như siêu thị mini, quán cà phê, nhà trẻ, nhà hàng, một câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng với đầy đủ các tiện nghi như chăm sóc sức khỏe và thư giãn, có hồ bơi, phòng tập thể thao, spa, sân chơi và các phòng chức năng khác. Dự án Centum Well có một vị trí vô cùng thuận lợi, nằm giữa hai ngã tư là ngã tư Bình Thái và ngã tư Thủ Đức. Thì đây là những khu mà sẽ rất là sầm uất trong tương lai gần, nằm giữa hai nhà ga tuyến metro số 10 và tuyến metro số 11, thì thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến metro thì dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2021. Thì vừa qua các phương tiện thông tin đại chúng đã cập nhật về tiến độ thi công, cái tuyến metro rất là nhộn nhịp, như tiếng ga ngầm phía trước nhà hát thành phố đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng cái khu đó trước tiến độ 3 tháng cho tới 4 tháng. Thì đây là một tín hiệu rất là đáng mừng cho thành phố Hồ Chí Minh và cho cả người dân ở các địa phương khác mà muốn đi làm tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chỉ cần bắt tuyến xe buýt vận chuyển tới những cái nhà ga và sau đó bắt nhà ga đi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để đi làm. Tuyến metro dự kiến sẽ nối dài cho tới Biên Hòa, Đồng Nai. Bây giờ mời các anh chị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi flycam. Các anh chị nếu có nhu cầu về ký gửi, cho thuê hay là chuyển nhượng, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655. Các anh chị nếu thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe ở bên dưới để theo dõi những video clip tiếp theo mà mình sắp đăng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.